Như ở đây mình sẽ thử. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của GearVN. Trên bàn mình đây đang là một chiếc màn hình mắc nhất đó giờ mình từng review. 30 triệu là số tiền bạn cần bỏ ra để sở hữu chiếc màn hình này. Mình thấy tới đây chắc nhiều bạn nghe mức giá cũng đã nghĩ là nó không còn thuộc về mình nữa rồi. Bản thân mình cũng thấy như vậy ha. Nhưng liệu các bạn có thắc mắc màn hình này nó có gì? Tại sao mức giá lại cao đến như vậy không? Và ai có thể phải chi ra một khoản tiền bự như thế để sở hữu chiếc màn hình này? Nếu như bạn tò mò giống như mình thì chúng ta hãy cùng chuẩn bị thôi và lên đường. Rồi, đầu tiên chắc chúng ta cũng cần phải biết cái tên của nó đã. Thì đây là một chiếc màn hình đến từ nhà MSI, nó có tên là MPG 271QRX QD OLED. Nghe qua cái tên của nó thôi thì chắc các bạn cũng đã biết nó mắc từ đâu rồi nhỉ. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu về cái ngoại hình của nó trước đã. Thật sự điểm ấn tượng đầu tiên của mình khi sờ vào chiếc màn hình này đó là vì nó mỏng đó các bạn. Rất mỏng nha. Cái viền xung quanh màn hình nó đã mỏng rồi mà cái bề dày màn hình nó cũng mỏng không kém. Như ở đây thì mình sẽ thử đo ra cho các bạn xem nha. Để coi coi nó dày bao nhiêu mm. Nó chỉ dày tầm khoảng là 4,7 mm mà thôi các bạn. Còn tổng quan nếu nhìn từ phía trước thì bạn sẽ để ý nha. Như chiếc màn hình game mình mới ra lò của nhà MSI từ phân khúc phổ thông nè cho đến tầm trung nè cho đến cao cấp như chiếc màn hình này nè đều có một cái ngôn ngữ thiết kế na ná là giống nhau. Nhưng thật sự nha, mình rất thích cái kiểu thiết kế ngôn ngữ này. Bởi vì sao ạ? Chiếc màn này nó sẽ không quá là hầm hố, nó không quá là gân guốc, nhưng nó vẫn giữ lại những cái góc cạnh cần thiết cần có ở một chiếc màn hình game mình. Đi đến với phần chân đế thì các bạn sẽ thấy nha. Đây là chân đế công thái học. Bạn có thể nâng màn hình lên, hạ màn hình xuống, ngửa màn hình ra, úp màn hình xuống, thậm chí là gì ạ? Xoay dọc màn hình luôn các bạn. Đó, rất là tiện lợi luôn cho đa nhu cầu, đa tác vụ của các bạn luôn. Duy chỉ có một cái thật sự là mình thấy khá đáng tiếc ở chiếc màn hình này. Với cá nhân mình thôi nha, là khi mà bạn hạ chân đế nè thì cái phần hạ xuống này nó không hạ sát được xuống phần chân đế như thế này. Giá như MSI có thể là cho cái màn hình này nè nó hạ sát xuống phần chân đế như thế này thì mình thấy nó sẽ ok hơn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như bạn định đề co góc làm việc theo phong cách là để cái màn hình này nè lên trên một cái kệ màn hình thì khi này nếu như cái màn hình này hạ xuống như phần chân đế này nó sẽ che bớt đi những cái dư dợ xung quanh, thì điều này dẫn đến là nó sẽ cho bạn một cái góc làm việc nó trở nên đẹp hơn. Còn nếu mà nó hở ra như thế này thì đôi khi bạn có thể thấy được những cái dư dợ phía dưới này thì trông nó chưa được đẹp cho lắm. Nhưng mà đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn các bạn như thế nào thì có thể comment phía dưới nha. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi đến phần mặt sau của chiếc màn hình này. Các bạn có thể thấy MSI rất là quan tâm tới cái phần mặt sau này. Bởi vì họ sẽ cho chúng ta những cái vỏ như ở đây mình thấy nha, rất là cao cấp, rất là chất lượng nha. Kèm theo sau đó là những cái họa tiết vân tổ ong ở những cái khe tản nhiệt nè, hay là logo MSI bên đây. Và đặc biệt có một cái dòng chữ MSI có LED RGB luôn các bạn. Với những bạn nào mà thích kiểu setup theo kiểu chủ tịch là bạn ngồi nè, xong nhân viên tới đây nói chuyện với các bạn thì sẽ nhìn thấy hết được cái phần mặt sau chiếc màn này. Thì trông nó có LED nè, nó có gân guốc nè, nhìn nó chủ tịch hầm hố hơn, đúng không ạ? Còn nếu như bạn theo phong cách truyền thống là chúng ta sẽ đưa cái phần mặt sau chiếc màn này nè vào trong tường thì mình nói thật sự nha, cái LED RGB ở đây nè nó không đủ sáng đâu, nó không đủ sáng là hất lên một cái mảng tường cho các bạn đâu, mà đơn thuần nó chỉ làm để cho cái tường nó xem thôi, chỉ là vậy thôi. Cũng như ở phía mặt sau dưới đây thì các bạn sẽ có một cái nút joystick điều khiển menu 5 hướng. Ở đây thì mình đánh giá là vị trí đặt cái nút này rất là hợp lý nha, rất dễ thao tác và cũng như là rất dễ điều chỉnh nhanh. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là ở trong cái menu của chiếc màn hình này nha, nó có cả ngôn ngữ tiếng Việt. Dành cho bạn nào mà tiếng Anh hạn chế giống như mình thì bây giờ chúng ta sẽ không còn ngao ngán nữa trong quá trình mà chúng ta trải nghiệm những cái tính năng có trong chiếc màn hình này. Thêm một cái nữa là MSI vừa mới cho ra mắt một cái phần mềm tên là MSI Gaming Intelligence. Đây là một cái phần mềm sẽ giúp các bạn điều khiển menu của màn hình thông qua con chuột. Cái này mình thấy khá là thú vị đó nha, bởi vì nó sẽ giúp các bạn điều khiển menu một cách nhanh chóng hơn khi mà di chuyển qua các tựa game mà các bạn yêu thích. Tiếp đến cái cuối cùng mà mình muốn nói với các bạn ở phần ngoại hình đó chính là cái cổng xuất hình. Với chiếc màn hình 30 triệu này thì các bạn sẽ có những cổng xuất hình cơ bản như là 2 cổng HDMI, 1 cổng DisplayPort và kèm theo sau đó là các bạn sẽ được trang bị thêm những cái cổng USB-A, USB-B và USB-C. Nhưng mà đặc biệt nha, cái cổng Type-C này nó có thể nhận tín hiệu, dữ liệu hình ảnh và kèm theo sau đó là hỗ trợ sạc nhanh cho những thiết bị ngoại vi khác lên công suất tận 90W. Có nghĩa là cái cổng Type-C này nó có hỗ trợ sạc nhanh đó các bạn. Và một lát nữa mình cũng sẽ test thử sạc nhanh trên chính cổng Type-C này để xem coi nó có thật sự là sạc nhanh hay không nhé. Nhưng mà trước khi đến cái phần test đấy thì mình có một cái lưu ý dành cho các bạn. Để sử dụng được tối đa công suất của chiếc màn hình này là 2K 360Hz thì bắt buộc các bạn phải kết nối qua cổng DisplayPort. Còn nếu như bạn kết nối qua cổng HDMI thì nó chỉ để được tối đa là bao nhiêu ạ? 144Hz và 2K mà thôi. Rồi, tiếp theo là mình cũng sẽ trải nghiệm thực tế cái cổng Type C trên chiếc màn hình này để xem coi nó có thực sự là sạc nhanh hay không nhé. Và để sử dụng cái cổng Type C này thì các bạn phải điều chỉnh ở trong phần menu của màn hình này, bấm vào. Đấy, các bạn chọn phần đến cài đặt nè, bấm qua, chọn lên, chọn ngay chỗ là sạc DB loại C. Các bạn nhớ bấm bật lên nhé. Bật lên thì các bạn mới có thể sử dụng cổng Type C này để sạc cho những thiết bị ngoại vi. Và thiết bị ngoại vi mà mình sẽ sử dụng ngày hôm nay mình test đó chính là cái chiếc điện thoại của mình. Đang chỉ còn tầm phải là 4% thôi. Và chiếc điện thoại này có hỗ trợ sạc nhanh đến tận là 20W. Vậy nên nếu như cổng Type C này nó có thể sạc điện thoại của mình lên tận 20W, chứng tỏ là nó có sạc nhanh, được không ạ? Rồi, giờ mình test luôn nha. Thiết bị của mình nè, bam. Đó, welcome nè. Đã sạc nè, đang là 5%. Để lên được xem coi nó có được 20W hay không. Đây chỉ có 10W thôi, 8W thôi, 1W. Trời ơi gì vậy? 18W. Có nha các bạn nha, lên lại được rồi. Lên 18W rồi, 18, 19W rồi. Và chứng tỏ đây là cổng Type C có hỗ trợ sạc nhanh cho các bạn nha. Xong về phần ngoại hình rồi, chúng ta đi đến phần cấu hình của chiếc màn hình này. Thì đây là một chiếc màn hình có độ phân giải là 2K, kích thước 27 inch, tần số quét lên tận là 360 Hz. Nhưng mà nếu như các bạn vẫn muốn có một chiếc màn hình nó bự hơn thì sao? Thì MSI cũng sẽ cho chúng ta thêm một phiên bản nữa là phiên bản 32 inch có tần số quét là 240 Hz và độ phân giải là 4K cho các bạn. Nhưng ở đây mình muốn nói thêm một chút về cái tần số quét của chiếc màn hình, bởi vì đây nó sẽ mang lại cho bạn một cái trải nghiệm rất là có lợi khi mà bạn chơi game. Dành cho bạn nào chưa biết thì với một chiếc màn hình có tần số quét cao thì nó sẽ hiển thị cho bạn sớm của mình hơn so với một chiếc màn hình có tần số quét thấp. Ví dụ như ở đây là mình đã có hai chiếc màn hình đều đến từ nhà MSI đi. Một chiếc bên trái là 360 Hz, còn chiếc còn lại thì mình điều chỉnh cho nó chỉ còn 60 Hz mà thôi. Thì khi mà mình di thanh công cụ bảng này, bạn có thể thấy nha, màn hình 360 Hz nó sẽ đi trước so với một chiếc màn hình 60 Hz. Đó, nếu như bạn vẫn chưa cảm nhận được thì bây giờ mình sẽ tua chậm lại để cho các bạn có thể cảm nhận được kỹ hơn nha. Đó, thấy chưa ạ? Đấy, tuy chênh lệch nhau không quá là nhiều, nhưng với trong một tựa game chỉ cần một chút thời gian thôi thì nó cũng đã đủ thay đổi luôn cả một trận đấu rồi các bạn. Tuy nhiên nó vẫn phải phụ thuộc vô một cái lượng FPS mà PC của bạn render ra nữa. FPS và tần số quét hai này khác nhau nha các bạn. Và khác nhau như thế nào thì chắc hẹn lại các bạn ở một video khác. Mình sẽ phân tích kỹ hơn cho các bạn về khác nhau của hai cái này. Tiếp đến cái có lợi tiếp theo ở chiếc màn hình này, đó chính là tấm nền mà nó sử dụng sẽ là tấm nền OLED. Thì đối với cá nhân mình nha, đây là một cái tấm nền đang best ở thời điểm hiện tại so với những tấm nền khác như là tấm nền VA, tấm nền TN hay tấm nền ABS. Không có cửa so với OLED, khi nó sẽ cho bạn một cái trải nghiệm màu sắc nó sống động hơn, cũng như là một cái độ tương phản nó tốt hơn các bạn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt, cái điểm có lợi nó không chỉ đến vì cái màu sắc không đâu, mà nó còn đến ở cái tốc độ phản hồi các bạn, thời gian phản hồi các bạn. Nó chỉ là 0.03 mili giây GTG. Ví dụ như màn hình ABS đi thì nhanh lắm nó cũng phải là 1 đến 2 mili giây rồi, nhưng mà con này chỉ là 0.03 mili giây thôi, thì không khác gì hình ảnh nó chuyển tức thì luôn các bạn. Điều này giúp cho bạn có một cái cảm giác sử dụng màn hình nó không có hiện tượng ghosting hay gọi là hiện tượng bóng mờ đó các bạn. Như ở đây mình có test trên UFO với một cái tần số quét màn hình cao nhất là 360 Hz đi, thì bạn có thể thấy nha, hiện tượng bóng mờ hầu như là không có, hay nói đúng hơn là mình không thấy đâu các bạn. Cái này nhiều bạn khó có thể cảm giác được, nhưng nếu như bạn là một người game thủ nha thì điều này mang lại giá trị rất là có lợi cho bạn khi mà bạn chơi game. Và đương nhiên rồi, đây là một chiếc màn hình 30 triệu. Và một người sẵn sàng chi ra một số tiền lớn như thế để sở hữu chiếc màn hình này thì những yếu tố trên là những yếu tố mình nghĩ cần có ở chiếc màn hình. Nhưng thật sự với thời gian phản hồi quá nhanh này nó cũng không phải là quá tốt đâu các bạn, bởi vì nó sẽ là một nguyên nhân nào đó ảnh hưởng đến cái tuổi thọ tấm nền OLED này, hay gọi cách khác là nó có thể gây ra hiện tượng là burning lỗi trên tấm nền OLED này. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, MSI sẽ bảo hành cho chúng ta tận 3 năm về cái hiện tượng lỗi burning này, cũng như là trang bị cho chúng ta thêm một cái tính năng là MSI Care 2.0. Cái tính năng này nó sẽ giúp cho chúng ta là giảm nguy cơ chiếc màn hình nó bị hiện tượng lỗi burning. Vậy nên bạn có thể yên tâm khi mua chiếc màn này về sử dụng trong suốt 3 năm nhé. Còn sau 3 năm như thế nào thì phải 3 năm sau có ai test mình mới biết được chứ. Chưa kể tấm nền video OLED này còn có hỗ trợ HDR 400 nữa các bạn. Đây nè, HDR nè. Và bây giờ mình sẽ thử mở lên coi để xem coi màu sắc của nó có khác biệt hay không nhé. Màu sắc có rực rỡ hay không? Đó, 1, 2, 3, nở hoa. Ủa? Không biết các bạn có cảm giác giống như mình không? Sao như khi bật HDR 400 lên mình thấy cái màu sắc của nó lợt hơn so với khi chưa bật nha. Khó hiểu thật sự. Nhưng mà thôi, ở đây mình cũng sẽ thử chiếu ra cho bạn hai đoạn video, một cái là có HDR và một cái là không có HDR, thì bạn xem qua và cảm nhận thấy cái nào đẹp hơn nha. Các bạn có thể comment phía dưới nha. Còn mình thì không có dám bình luận. Cuối cùng ở phần thông số màn hình này đó chính là độ phủ màu. Các bạn sẽ có một cái độ phủ màu rất là rộng, và thật sự mình có thể nói với các bạn, màn hình này các bạn không chỉ dành cho gaming không đâu, mà thậm chí bạn có thể làm đồ họa luôn, khi các bạn sẽ có một cái độ phủ màu lên tới tận là 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3 và cũng như là 138% sRGB. Và kèm theo sau đó là độ chênh lệch màu DTE của nó cũng chỉ dưới 2 mà thôi, một cái gọi là thông số màu sắc rất là ấn tượng. Đấy, với một chiếc màn hình 30 cũ có tấm nền QD OLED, độ tương phản tốt, độ phân giải nét, độ phủ màu đậm, tần số quét cao, thời gian phản hồi nhanh, liệu đã đủ cho bạn có lợi thế khi chơi game hay chưa? Thực tế là nó còn hơn thế nữa các bạn. Bởi vì sao? Nó còn được trang bị thêm những tính năng nữa. Và tính năng đó là tính năng gì thì chúng ta hãy cùng đi tới phần sau nữa nha. Về những cái tính năng và công nghệ được trang bị cho con màn hình này á, thì các bạn sẽ có những cái bảo vệ cho sức khỏe như là chống ánh sáng xanh nè, hay là anti flicker. Đây là những cái tính năng và công nghệ sẽ giúp các bạn sử dụng màn hình với một khoảng thời gian dài, nó không còn bị mỏi mắt nữa. Cái này mình thấy rất là có lợi, nhưng mà đó chỉ là dành cho sức khỏe thôi, còn chơi game thì sao, phải nói là ối rồi luôn thật sự. Bởi vì đây cơ bản là một chiếc màn hình gaming, cho nên nó sẽ được trang bị rất là nhiều công nghệ dành cho gaming. Ví dụ như là công nghệ adaptive scene, chống xé hình, thì đây là một cái công nghệ sẽ giúp bạn có một cái hình ảnh đồng bộ, nó không bị xé hình khi mà bạn chơi game. Nó sẽ cho bạn một cái cảm giác chơi game nó mượt mà hơn khi chơi những tựa game có tốc độ cao. Hay là hai cái tính năng này thật sự mình rất là thích ở trên chiếc màn hình nha. Đó là tính năng hỗ trợ hiển thị tâm ảo và tính năng là zoom cái vùng tâm khung hình lên. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó, nó zoom vùng tâm lên nè và tâm ảo đây nè. Thì với những tính năng này nha, nó sẽ đem lại cho bạn rất là nhiều lợi thế khi bạn chơi game, đặc biệt là những tựa game bắn súng FPS đó các bạn. Ví dụ như là tính năng hỗ trợ hiển thị tâm ảo đi, thì trong một tựa game khi bạn cầm cái ốp đi, bạn phải ngắm thì bạn mới thấy được cái tầm ngắm, bạn không ngắm là bạn không thấy được. Nhưng với tính năng hỗ trợ hiển thị tâm ảo này á, là bạn không cần ngắm luôn, bạn vẫn thấy được cái tầm ngắm, rất là có lợi luôn. Cầm cái ốp như cái súng lục vậy, một nhiên là đi, thấy nó ăn gian không? Hát game mà phải thêm money. Nhưng mà chung quy lại, một người hardcore chơi game đúng nghĩa thì với những tính năng này nó rất là có giá trị. Và đương nhiên rồi, sau đây là mình cũng sẽ test thử trải nghiệm tính năng này ở trên con màn này để xem coi nó thật sự đem lại lợi thế cho chúng ta hay không nhé. Yo! Rồi, như ở đây là mình đang trong tựa game CS2 và bật luôn hai tính năng hỗ trợ luôn, là hiển thị tâm ảo và cũng như là zoom vùng tâm lên. Các bạn thấy đang zoom lên không ạ? Đó, để xem coi nó có hỗ trợ mình tiêu diệt được em nào hay không. Ui, bắn đi. Mày chết rồi. Mày đấy chưa ạ? Quá đã. Đó, zoom lên nè. Trời ơi, bắn rê thôi, bắn rê thôi. Ban đầu có vẻ là hơi khó nhìn, nhưng mà sau khi trải nghiệm mà một khoảng thời gian thì mình thấy là rất là dễ dùng nha. Rồi, tổng kết lại với một chiếc màn hình QD OLED của nhà MSI thì các bạn thấy nó như thế nào? Thì như ở đầu video mình có nói với các bạn ha, 30 triệu là một con số không hề nhỏ ở chiếc màn hình này. Nhưng nếu như bạn là một người game thủ hay là bạn dư dả về money đi, thì những gì mà chiếc màn hình đem lại mình thấy rất là xứng đáng. 27 inch, 2K, 360Hz, tấm nền QD OLED cũng như là thời gian phản hồi chỉ là 0.03 mA thôi, và đi kèm theo sau đó là nhiều tính năng nữa. Thì mình thấy thật sự là chơi game phải nói trên con màn này là quá đã rồi các bạn. Nhưng mà đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Còn các bạn thấy như thế nào về chiếc màn hình này thì có thể để lại comment ở phía dưới video này nhé. Còn bây giờ video hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Tạm biệt.